đây là bệnh viện ung bướu, bệnh viện gia đình và bệnh viện Columbia là ở ngay cái góc nơi Trăng Long với lại Phan Lưu này đây. Thì dù là địa bàn hơi phức tạp nhưng mà những mạnh thường quân, những người đồng hành cùng anh Cường Ba Cu với chương trình Bữa Cơm Có Thịt từ thứ hai tới thứ năm hàng tuần đã vượt qua biết bao nhiêu khó khăn để giúp đỡ cho những bệnh nhân, những gia đình, những người khó khăn tại cái khu vực này và cả những người không có điều kiện có những bữa cơm có thịt, có cá, có rau, có tráng miệng và cả sữa và tiền nữa. Trước mắt là vì sức khỏe, thứ hai là giúp đỡ mọi người trong cái lúc khó khăn. Mọi người nhận xong rồi đi ra đó các bạn ạ. Ở ngoài kia thì tiếng xe cấp cứu các bạn có thể nghe đấy. Lúc nào ở đây cũng rất là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn và cả tiếng xe cấp cứu chạy qua đây mỗi giờ, mỗi phút. Tuy là địa bàn khó khăn và phức tạp nhưng mà anh Cường và bạn bè anh đã đồng hành với lại bà con ở đây đã 5 năm rồi. Cái xe từ thiện vừa cập tới như Trăng Long gần cái khu anh Cường làm từ thiện cùng bạn bè thì đã những cái bao gạo, những cái phần quà đã bị tranh nhau lấy hết rồi, rất là hỗn loạn. Trái ngược với lại bên anh Cường thì bên đây rất là hỗn loạn, có những cái phần quà được trao cho bà con nghèo. Đây nếu mà không có mọi người thì sẽ cảnh hỗn loạn, thấy giành giật nhau rồi các bạn có thể thấy. Với những cái cảnh hỗn loạn và chen chúc nhau giành giật nhau bên này thì bên phía anh Cường Ba Cu rất là trật tự, hàng nào ra hàng đó và phải xếp hàng ngay ngắn thì mới có quà, các bạn có thể thấy đây. Thì bạn bè anh Cường vẫn đang miệt mài phát cho bà con theo cái hàng trật tự và anh Cường vẫn như một thói quen thì ngồi đây để mà giám sát mọi người, hướng dẫn mọi người. Chúng ta cùng tâm sự với anh Cường tí xíu nha. Nhưng em thấy là mọi người cũng hôm nay tới để mà giúp đỡ anh, phụ anh cũng nhiều hơn hàng ngày vậy anh ha? Hôm qua đầm có một số người ta không đi từ đây được ra lại em chứ bình thường vắng không như vậy đỡ mình đỡ mệt rồi mấy bữa mà thiếu người có đâu, bây giờ anh bạn học từ nhỏ lại là để mà phát tiền. Dạ này các bạn học từ bé là những cái số tiền này cũng là bạn bè anh cũng những tấm lòng là góp lại với anh đúng không anh? Thì ai cho mình như mình cho hết. Dạ. Chứ mình không giữ được. Cũng có một số người bên Mỹ là gửi về nên nhờ đưa người khác còn một thời gian lo thì không mình đuối rồi, cho nên mình đem cho mấy người bệnh. Dạ. Anh có mấy bạn là nhỏ gì ơi? Dạ. Là đuối rồi không có ai, phải nhờ thằng bạn học từ nhỏ nó ra nó phá phụ mà nó buồn nói có mấy cái bạn này. Dạ. Thì các bạn có thể thấy là bạn bè anh Cường cũng toàn là những người mà tốt bụng, những tấm lòng rất là thiện nguyện. Xe mà đang phát quà bên kia có phải là bạn bè anh không hay là người ta phát khí cơ mà toàn đó anh mình có hồn bây giờ dân kia có hồn đó. Dạ
đó là không bao giờ dám xuất hàng cho bên đây. Thì bên kia hỗn loạn với lại mất trật tự, giành giật nhau chứ đâu có trật tự như bên anh Cường hả? Đó là những thành phần súng bám móc túi không? Dạ. Không bao giờ dám xuất hàng nè, cho đây. Anh quen từng khuôn mặt rồi. Dạ. Mình khuôn mặt là quen. Dạ. Không dám. Dạ thì có sợ những cái thành phần phức tạp lưu manh vậy không anh Cường? Nói rồi. Đã là chỉ sợ mình làm sai thôi. Dạ. Còn khi mình đã không sai bất kể là cái gì cũng không được. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Cường đã chia sẻ với lại kênh ẩm thực và du lịch. Đây là cháu anh Cường, hôm nay cũng ra đây cũng phụ với mọi người. Em thấy cái hàng này em thấy đông không? Em muốn nối nghiệp anh Cường như thế này không? Ông gì thì con nói. Cháu của anh Cường cũng muốn đồng hành với anh Cường nên ra đây cho quen đây. Tới bằng ông luôn. Rồi bằng ông. Rồi anh Cường bằng ông rồi. Cái cảnh mà xếp hàng từ bên này thì bên kia là cũng là một cái chuyến xe phát những cái phần quà nhưng mà rất là hỗn loạn, giành giật nhau. Đây là cái xe màu xanh, bữa cơm có thịt quen thuộc của anh Cường và bạn bè đây. Những cái bữa cơm đã gần xong hết rồi. Một số đồ ăn đã hết rồi các bạn ạ. Một số người tới trễ, ra muộn tại vì do khám bệnh với lại do ra trễ đó. Hàng xếp hàng đã hết rồi các bạn và chỉ còn những lại cái suất cuối cùng thôi. Chỉ còn cơm và canh và đồ ăn đã hết rồi. Mọi người vẫn múc cho mọi người cái cơm và những cái nước chan. Chứ còn thịt là hết rồi. Để thấy là cái số lượng quá đông đi. Thì này vẫn xin cơm không để mà ăn. Tại vì cái lượng thức ăn hơn 500 suất đã cạn thức ăn rồi. Và mọi người tới sau thì chỉ có nước thịt thôi. Nước thịt và canh và chuối. Cơm thì còn các bạn à, cơm thì còn nhưng mà đồ ăn đã hết rồi. Và chỉ còn một ít canh với lại một ít nước thịt và cả một vài trái chuối để ăn trắng miệng cho bà con. Thì cái số lượng ở đây rất là đông nên là cái công sức và những tiền bạc của anh Cường và những bạn bè, những tấm lòng thì không biết đến khi nào mà cho đủ. Nhưng mà anh Cường và bạn bè anh Cường vẫn miệt mài hàng ngày, vẫn làm để giúp đỡ mọi người. Anh nấu hình như là đồ ăn nhiều hơn không mọi bữa ngoài ngày đúng không? Nấu nhiều hơn 500 phần. Dạ. Nhưng mà anh thấy cũng không đủ. Dạ. Đủ đâu thiếu đâu. Nhiều thì cũng không đủ, mình ít thì nó cũng đủ. Dạ. Số lượng người hôm nay là quá đông. Dạ. Anh thấy làm xong anh thấy mệt không anh? Thì thấy cũng mệt chứ nhưng mà vui. Quen rồi đúng không anh? Quen rồi. Các bạn có thể thấy là áo anh đã ướt đẫm mồ hôi nè. Mặc dù là nấu rất là nhiều phần ăn và rất là nhiều sữa, hơn 500 suất ăn, hơn 5 thùng sữa và cả hơn 5 triệu nhưng mà vẫn không có đủ cho bà con. Đang dọn dẹp, đang phụ anh Cường lấy những cái vật dụng hồi nãy giờ để mà về. Đã xong rồi đó các bạn. Đây phụ anh Cường ba cô nè. Thầy cô làm như vậy thì cô thấy vui không ạ? Cô nhà xe đây không cô? Nhà tức tân bình lắm. Nhưng mà cô phụ anh Cường được bao lâu hay là biết anh Cường bao lâu? Mới lần đầu tiên á, mới nghe nói thì đi được. Thầy cô biết lên Facebook hay là YouTube ạ? À? Trên Facebook á. Dạ. Cô cũng qua đây cũng muốn góp công sức cho bà con nè cô. Rồi con cảm ơn cô rất là nhiều. Đàn ông đen nha, đen nám, xăm mình một tí, mặc áo ba lỗ nhưng mà đeo kiến, vẫn miệt mài hàng ngày cùng với lại những bạn bè của anh, những em út của anh để mà đem những cái bữa cơm, một tí sữa tới cho bà con. Mọi người đang dọn dẹp để ra về là các bạn có thể thấy. Một người đàn ông rắn rỏi luôn quán xuyến tất tật mọi việc ở đây. Đây là cái xe bữa cơm có thịt và hay di chuyển chở đồ của nhóm anh Cường đây.
Cường đang tâm sự với nhóm thiện nguyện của anh. Mọi người chuẩn bị ra về rồi. Quan tâm thăm hỏi nhau những dịp cuối năm, vừa phát quà xong. Cường vô xe để mà chở những cái vật dụng nấu ăn đêm ở đây về. Anh Cường, sao xe có một chỗ ngồi vậy? Dính mít trên rồi, dính mít nha. Bỏ đồ là chặt hết rồi. Xe chở điện thôi. Cái xe chuyên dùng để anh Cường chở vật dụng đây. Rồi, tạm biệt anh Cường. Cường đang quay đầu xe để về hoàn thành một ngày công tác thiện nguyện tại cái nơi bệnh viện Ung Bướu cùng với bạn bè của anh. Mọi người vẫn đứng lại hỏi thăm nhau để mà hẹn nhau cùng những cái chuyến thiện nguyện khác. Có bữa đây rồi, bữa sau mình có ra đây nữa không? Mình có mấy năm mà bà, chị đi mấy năm rồi. Dạ. Chị ơi, ta sao năm trước không được không đi? Tới đó mình uống là mọi người tới sao? Mấy chị ăn đi. Không rồi, em có mệt không? Bữa sau em có ra nữa không? Rồi. Mà ốm ốm này thế này, nhỏ nhắn thế này đã để đồng hành cùng anh Cường và nhóm của chị là đã 5 năm rồi đúng không chị? 3 năm mà chị. Thì chị có cái kỷ niệm nào vui ở đây với anh Cường, ba cô và nhóm thiện nguyện không ạ? Chị vui à? Thì đi đến đây phát là thấy vui rồi. Có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ nhất của chị không? Kỷ niệm mà không có. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Giờ hồi hộp quá nói không được đúng không? Đây từ thứ hai tới thứ năm để mình phụ thì có những cái ý kiến nào hoặc là mọi người có ai nói gì về mình mà trái chiều để mình nhiều lúc mình nghĩ mình buồn hoặc là người ta luôn luôn dạ. Có ai nói mình là làm chuyện bao đồng hoặc là rảnh quá không chị? Không. Dạ. Ai cũng là vui á, không ai nói. Nhà mình xa đây không chị hả? Dạ, chị ở quận 11. Một qua tới đây mỗi ngày phải chạy qua tới đây. Không, em không có đi mỗi ngày. Chị không có đi mỗi ngày. Dạ, lâu lâu thỉnh thoảng rảnh mới qua gì hả? Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Mỗi người mỗi nơi, mỗi quận. Nhưng mà chung tay với anh Cường đều quy tụ nơi đây để mà làm cái công tác thiện nguyện như thế này. Hôm nay thì kênh ẩm thực của du lịch của mình cũng xin đồng hành cùng anh Cường, ba cô và những bạn bè của anh. Một số tiền tuy là cũng rất nhiều, nhưng mà để góp một tí công sức để tiếp thêm cho anh Cường và mọi người bạn bè của anh để làm công tác thiện nguyện tại bệnh viện Ung Bướu suốt cái thời gian dài, cùng với lại cái chương trình là bữa cơm có thịt từ thứ hai tới thứ năm, thì anh em cũng góp một tí cái tiền nhỏ nhỏ, tuy nó không là nhiều nhưng mà xin đồng hành cùng anh Cường, ba cô cùng những tấm lòng thiện nguyện để giúp những cái người không có hoàn cảnh, những người mà có hoàn cảnh khó khăn tại cái nơi anh Cường và bạn bè anh làm thiện nguyện.